khác, Judy Person, Paul Nelson, bạn có thể đọc thêm sách họ nói về quá trình tương tác, tự tương tác, tương tác bên trong, nó không chỉ liên quan đến cái việc bạn tự đối thoại chính mình mà bạn có liên quan đến cái việc bạn lên kế hoạch nữa, plan, mà lên kế hoạch để bạn giải quyết cái vấn đề, giải quyết những cái issues, những cái mà xuất hiện ra trong quá trình bạn tương tác chính mình. Tại vì bạn tương tác chính mình là bạn hỏi tại sao tôi ngồi đây, tại sao tôi nghe tôi chẳng hiểu gì cả, có phải là vấn đề của ông Tuấn ông nói tôi chẳng không hiểu không? Tiếng Việt ông này lởm khởm, hoặc là tiếng Anh của tôi lởm khởm, cái màn hình ở đây này, tiếng Anh này, bạn biết tiếng Anh mà đọc thì bạn hiểu, cần phải dịch lại cho bạn. Hay là tại vì bây giờ là 10 giờ đêm, nên thế tôi buồn ngủ, nên nghe không vào đầu nữa. Hay là tại vì tôi không muốn hiểu, tại vì tôi nghĩ là cái tương tác này là một cái thứ mà nó rất là huyền diệu mà chỉ có những người già nhiều kinh nghiệm mới làm được, còn những người trẻ thì không thể làm nổi. Nên thôi mình cứ bắt chước người khác thôi nha. Được. Thì đó cũng là cái cách chúng ta tương tác với nhau. Vậy cái bước thứ hai là gì? Plan to solve problem. Đó là cái, tất cả đó là cái vấn đề diễn ra. Vậy cái kế hoạch của bạn để giải quyết là gì? Nếu mà giải quyết vấn đề là ông Tuấn nói chuyện khó hiểu quá thì phải hỏi anh nói hiểu khó hiểu quá, anh nói dễ nghe, anh nói giải thích rõ hơn một chút được không, đúng không? Đơn giản đấy là tương tác với nhau. Cái thứ hai là tiếng Anh lởm khởm quá đi học tiếng Anh đi có gì đâu, đúng không? Đấy, tự tự giải quyết vấn đề đó. 10 giờ đêm quá thì giải thích giải quyết là gì? Một là trong ngày nghỉ sớm, hai là may quá tuần sau mình đổi sang thứ bảy rồi thì chắc là sáng thứ bảy mình thành thơi hơn, mình chuẩn bị hơn, sự chuẩn bị hơn về mặt tâm lý rồi đó. Rồi thì đó cũng là cái cách bạn thấy nó không chỉ đơn giản là cái việc gọi là bạn tự đối thoại chính mình và lôi một đống vấn đề và đần ra. Và thứ hai thì Judy Person và Paul Nelson thì để gặp về cái việc là bạn suy nghĩ về việc bạn lên kế hoạch thế nào để giải quyết cái vấn đề đó, cũng là nằm trong quá trình và tương tác cá nhân đó, như vậy. Và cái đương nhiên là cái này thì nó sẽ khác các quốc gia, bối cảnh khác nhau đó, gia đình khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, cách bạn tư duy khác nhau, nó đều sẽ quyết định cái cách mà bạn tự tương tác nó khác nhau thế nào. Như thế khi bạn giao tiếp với một người khác, thì một người nước khác, bạn bạn người Việt Nam mà giao tiếp với người người ở Mỹ, nó không chỉ vấn đề về ngôn ngữ, nó là vấn đề về tư duy, nó là vấn đề về cái bạn niềm tin, nó là vấn đề về, nghĩa là niềm tin không phải là niềm tin mà hai người tin nhau hay không nhé, mà là họ niềm tin thì họ tin vào và individualism, nghĩa là chủ nghĩa cá nhân, nghĩa là cá nhân là phải hỗ trợ chính mình và cá nhân, chỉ có cá nhân, sở hữu cá nhân mới là giúp chúng ta phát triển lớn mạnh và chúng ta tin tưởng vào chủ nghĩa cộng đồng đó, hoặc là hình thành cao hơn là chủ nghĩa xã hội, nghĩa là chúng tin rằng tưởng rằng là hành động cá nhân phải dựa trên sự điều điều chỉnh xã hội trước, sau đó mới đến cá nhân, hoặc kia là cá nhân trước là đến xã hội, đó phải có cái sự đối lập đó. Để mà thế thì chúng ta vậy khi mà chúng ta hiểu được cái tám thành tố của kết nối đấy, của communication, chúng ta hiểu rằng ok bạn này xuất phát từ một cái hệ giá trị, hệ tư tưởng khác, nhưng mà không sao, tôi tôn trọng hệ giá trị của bạn, tại vì chúng ta khác nhau. Đó, thậm chí ở đây là chúng ta xuất hiện từ gia đình khác nhau, đó, parent, đó, family, đó, cái nơi mà định nghĩa định hình cho bạn rất nhiều cái liên quan đến hệ tư tưởng, cái tư duy. Chúng ta về cơ bản xuất phát từ các gia đình khác nhau, đó là điều đương nhiên, đúng không? Nên và chúng ta tương tác hiểu khác nhau rồi vấn đề là chuyện bình thường. Bạn luôn luôn sẵn sàng với cái việc là cái thông điệp của bạn, cái message của bạn gửi đến người đó, người đó hiểu sao là chuyện đương nhiên, họ hiểu nhau hoặc là họ họ decode mà không được tốt lắm đó, thì bạn luôn sẵn sàng với cái tình trạng là họ sẽ hiểu không đúng đó, luôn sẵn sàng với cái tình trạng là họ hiểu không đúng, không phải vì bản thân của họ cố tình hiểu sai mà chỉ đơn giản là vì họ cái tám thành tố của họ khác tám thành tố của bạn đó, thì đấy là cái bản chất khi bạn hiểu vấn đề, chứ không phải là do là họ cố tình không hiểu, hoặc là không phải là do bạn bạn truyền thông tin quá kém, đôi khi nó chỉ là những thành thành tố khác, như hai bên bắt nguồn với hai cái hệ thống coding khác nhau đó. Một bên là ông tư duy kiểu tiếng Việt là cái nói cái gì cũng phải là có cảm xúc, nói cái gì cũng phải có trật tự, như là xưng hô là phải anh hoặc là em hoặc là chị hoặc là bạn hoặc là chú, nghĩa là xưng hô luôn phải có thứ bậc. Còn một bên là xưng hô là không có thứ bậc, I, you, đúng không? Hai bên ngang bằng, bình đẳng. Còn bên kia là có phải có thứ bậc, cũng họ phải hỏi tuổi, bên kia là hỏi tuổi rất bất lịch sự nha. Đó. Thì đó thể hiện cái nó thể hiện cái sự khác nhau về hệ tư tưởng, về văn hóa. Vâng, thì đương nhiên các quốc gia sinh ra các quốc gia là khác nhau như vậy. Rồi hệ giá trị thì nên thế cái ngôn ngữ của chúng ta tương tác với nhau luôn luôn be aware, ý thức được rằng là chúng ta xuất phát từ những cái hệ hệ thống khác nhau, gọi là hệ thống khác nhau thì đúng hơn. Thì trong đó có rất nhiều cái yếu tố thành tố khác nhau của chúng ta, khi quá trình communication là chúng ta cố gắng để make sure cái message của mình là đúng và người ta hiểu đúng cái thông điệp mình truyền tải, không bị pha trộn những cái gọi là cảm xúc, rồi không bị pha trộn những cái hiểu sai về giá trị, không phải áp đặt gì đâu, chỉ đơn giản là tôi muốn các bạn tự học, thì bạn hiểu là tôi muốn là các bạn tự học vì điều đó tốt cho các bạn, chứ không phải là các bạn tự học thì tôi đỡ phải dạy các bạn, đỡ mất thời gian đó, cái phần cái extra đó tôi không không nhu cầu nói đấy, nhưng các bạn cố tình hiểu như vậy thì tôi phải luôn, thì mình phải luôn là mình có ý thức được rằng là các bạn đôi khi sẽ hiểu nhầm như vậy, thì mình phải nhấn mạnh thêm câu thứ hai là vì hành trình học là hành trình của một cá nhân, mình chỉ mở đường thôi, còn đi đến đâu là do các bạn. Đó, thì nó như vậy.
Thì tương tác thì tại sao cái quá trình gọi là tương tác nó chỉ vậy, nó không có gì gọi là kinh khủng phức tạp lắm. Còn nếu như là cứ gửi, đôi khi bạn gửi những cái thông điệp như là hôm trước nói chuyện với Tân về các ngoại giao, bạn gửi những cái thông điệp như là ngồi bàn tròn thì ai ngồi đâu, mặt hướng ra cửa hay là hướng lên sân khấu, rồi ai ngồi bên trái ai ngồi bên phải, thể hiện mức độ quan trọng khác nhau. Thì đấy là cách bạn mã hóa cái hành động của bạn. Nhưng mà cái người đó, cái người mà bạn tiếp nhận là receiver, họ có hiểu không? Thế là chuyện của họ. Mình cũng không thể chắc được. Hai ông ngoại giao với nhau đều học lễ tân ngoại giao thì may ra còn biết. Còn một ông mới biết lễ tân ngoại giao, mà ông chẳng biết gì, mà ông ngồi bữa gì ngồi đâu thì được. Đó. Một ông cứ thoải mái, tại vì họ không có cái hệ tư tưởng trong đầu, không có kiến thức ở trong đầu. Thì coi như cái message của bạn là coi như là bỏ đi. Thế thì cái bạn gửi cho sai người, thì bạn không hiểu. Đó. Thế thôi, và hai bên không hiểu nhau. Nó chuyện rất bình thường. Đúng không? Và chúng ta chỉ có làm nó quá lên thôi. Về nó vấn đề kỹ thuật chứ nó phải vấn đề con người, chúng ta không có muốn như vậy mà chúng ta bị những cái khác biệt xung quanh, đã thành tám thành tố xung quanh đó làm cho chúng ta hiểu sai nhau đó. Thì đấy là phát biểu chung về cái gọi là tương tác nói chung, không chỉ intrapersonal, nghĩa là không chỉ cá nhân chúng ta hiểu sai về chính mình mà chúng ta sẽ hiểu sai với người khác vì chúng ta không hiểu tư duy theo tám thành tố hoặc chín thành tố đó. Về cơ bản là như vậy. Thế xem có thêm cái phần gì nữa không? Đó. Ok, Tân hiểu rõ chưa? Em thấy là rất hữu ích với một người mà em tự nhận là cũng có những cái gặp những cái khó khăn về giao tiếp xã hội như em, thì cũng thấy là cũng rất hữu ích. Em đang nghĩ là mình sẽ phải cá nhân hóa đến từng người, tức là cái chuyện mà giao tiếp nội tâm là một là ok, còn cái việc mà mình giao tiếp với người khác ấy thì đúng là phải tùy tùy từng người, tùy từng đối tượng, mình phải cá nhân hóa đến cụ thể như vậy. Đối với người này thì tám cái thành tố của họ là gì để mình sẽ gọi là optimize cái giao tiếp của mình đối với họ. Đấy. Thế thì có thể thực hành ngay với những người mình thường xuyên giao tiếp. Chính Đấy. là cha Rồi mẹ của mình đó, những người mẹ trong gia rồi đình. bạn bè rồi Ừ. người trong tổ chức. Đấy. Ừ. Đó. Để thực hành luôn. Thì đôi khi bạn không phải im lặng là tốt đâu. Đôi, im lặng là cách phản biện, nhưng mà đôi khi im lặng không hẳn đó là tốt. Đôi khi nó burn the bridge, nó đốt cái cầu cầu nối, nó cái phần này nó cũng không nói gì, nó chỉ nhấn mạnh cái phần vừa rồi thôi. Nhưng mà cái communication thì nó họ nhận nhấn mạnh cái việc là bạn cần phải có rõ ràng qualification, cũng như là bạn nên nhìn cái này là liên quan đến mối quan hệ relationship, your relationship, hơn là cái việc gọi là size, như là mức độ là nói chuyện với 50 người, 100 người, 50 triệu người hay là thế nào. Họ bạn nói chuyện với một người và communicate với một người là bạn xây dựng một cái cầu nối kết người đó, cái cầu đấy xây dựng quá trình xây cầu nó qua tám chín thành tố đó. Và cái message của bạn, message là cái con người đi qua cái cầu đó đi sang bên kia người ta không chấp nhận, tại vì người ta không hiểu ông này đâu ra đó, thì bạn hiểu được đó. Thì những cái việc đôi khi chúng ta đây có thấy các bạn trẻ, các bạn chưa hiểu cái này, các bạn đôi khi bạn không nói gì, đôi khi bạn không dám nhận sai, các bạn không dám nhận là mình chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa. Thì các bạn nghĩ là thì các bạn nghĩ trong đầu nhé, nghĩa là intrapersonal là bạn sẽ nghĩ rằng là cái việc mình không nhận sai hoặc là mình không tham gia trực tiếp hoặc mình không tham gia sâu là cái việc gọi là tội lỗi, là việc mình không đúng, mình không đàng hoàng, mình không chuyên nghiệp, mình phụ lòng các anh, rồi mình không có khả năng sắp xếp thời gian, mình là một người yếu kém, mình là một người không biết giữ chữ tín, mình đủ thứ trên đời đó. Thì bạn tự đôi khi bạn tự torture bản thân của mình, bạn tự hành xác của bản thân mình như vậy. Nhưng đôi khi bạn nói nó ra thì tốt nhất là bạn im, tại vì nếu bạn nói nó ra thì bạn sợ là cái phản feedback của cái người là nghe đó là anh Nam, anh Tuấn, nó vô cùng kinh khủng. Nhưng mà gặp giả sử đi nói với anh là anh ấy, ok bình thường không sai, nói chuyện bình thường, em có vấn đề gì anh không chuyện. Thì đấy là cái cách communication, tại vì mình hiểu được rằng là cái nghĩ trong đầu của bạn, người khác người ta nghe người ta encode kiểu khác của bạn thôi. Và cái hành vi cái bạn gọi là quiet quitting, nghĩa là bạn không nói gì hết và bạn chỉ có bỏ đi rồi, người ta lại encode là kiểu khác đúng không? Thì đấy là cái cách tương tác với nhau, chứ không phải là cứ tất cả hai người cùng im không nói gì hết thế là xong, hoặc là tôi đang chờ anh ấy đúng không? Tôi đang chờ bạn để bạn nói báo cáo lại cho tôi xem là bạn làm được hay không làm được rồi. Nhưng người ta hiểu là ông mày cho ông bỏ mình luôn đấy, hai người encode cái hành động gọi là silence một cách khác nhau đó. Thì đôi khi nên cứ nói với nhau đó, dialogues and conversation thì cứ nói chuyện với nhau đó, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn vấn đề hơn là hai ông ngồi im hoặc làm gì đó. Thì kể cả không gian mạng hay là cái không gian thường nó cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần về gọi là tâm lý thoải mái, psychological safety.
nghĩa là bạn cảm thấy tâm lý bạn lúc đó cảm thấy an toàn để bạn chia sẻ cái điều vô cùng quan trọng trên không gian mạng. Tại vì face to face này thì bạn có thể đoán được tâm lý của nhau, bạn có thể cảm nhận được tâm lý của nhau, nhưng mà trên không gian mạng bạn không thể cảm nhận được tâm lý người khác. Thì làm thế nào để bạn an toàn đó? Thông qua cái message ở trên Zalo đó thì bạn không thể cảm nhận được tâm lý người khác, nhưng bạn cảm thấy an toàn nên bạn cảm thấy bạn bị rủi ro, bạn fear, nên bạn không an toàn để bạn chia sẻ với người khác. Nhưng mà khi bạn là một người lãnh đạo và tạo nên người khác cảm giác an toàn là cái nói không tao đấy. Có vấn đề thì cứ hỏi đấy. Không ạ, không có câu hỏi nào là ngu dốt đấy. Thì có ông trả lời mà không biết mình đang trả nói cái gì thì ông đấy mới ngu đấy. Còn những câu hỏi thì có gì là ngu đó. Rồi bạn cảm thấy an toàn là em xin phép là một tháng này em sẽ hoạt động ít hơn một chút tại vì nhà em có vấn đề mà. Thế thì bạn cảm thấy người khác thì cái người lãnh đạo của mình sẽ trả lời là tại sao em lại làm như vậy, đúng không? Em làm anh vô cùng cảm thấy thất vọng thì bạn cảm thấy không an toàn, bạn cảm thấy bạn bị áp lực. Nhưng mà nếu cái người feedback lại cho bạn nó là được rồi không sao em đó, thì em suy nghĩ cần gì hỗ trợ người sẽ hỗ trợ không sao hết, mọi người vẫn tương tác với nhau, mọi người vẫn cái cầu của chúng ta vẫn chưa bị đốt, we don't burn the bridge là như vậy. Thì đấy cũng là liên quan đến cái phần mà những người có khả năng tương tác, khả năng kết nối, khả năng giao tiếp hoặc khác những cái người mà không có khả năng đó là như vậy, là bạn nên hiểu người khác và bạn đối trong gia đình, bạn trong gia đình vậy, bạn đang nghĩ bộ đúng không, bố mẹ của bạn xuất thân từ gia đình khác, anh nhớ điều đó đúng không? Họ sinh ra gia đình của ông bà nội và ngoại của bạn, ông cả thời gian lịch sử đúng không? Cả một cái hệ giá trị khác hẳn, rồi họ đến với nhau kết nối tạo ra một gia đình mới sinh ra bạn đó. Rồi thậm chí bạn sinh ra trước và sinh ra sau anh chị của bạn đúng không? Sinh ra trước rồi thứ hai được sinh đôi, cũng có những tương tác khác nhau, có những cách hiểu khác nhau, hệ giá trị khác nhau, rất nhiều thứ khác nhau đó. Thì bạn phải suy nghĩ và bạn phải cố gắng hiểu rõ cái message nó là gì. Đó là cái phần vô cùng quan trọng trong cái phần liên quan đến communications, hoặc là những cái phần kỹ năng kỹ xảo về 5 bước với 3 bước ấy, nó chỉ là để làm rõ cái thành tố này mà thôi. Thì nếu bạn sẽ học rồi, bạn sẽ học một cái khóa học cao cấp hơn thì bạn sẽ nhận ra là liên quan nó chỉ có vậy. Thì đây là cái phần hỏi lại là cái chapter này bạn đã hiểu được gì chưa đó. Thì cái phần này nó chưa có nhiều gọi là lý thuyết lắm nên nó liên quan như vậy. Cái này thấy là sự cần thiết trong kinh doanh hay trong gia đình đó. Gia đình có thể là cái tương tác đầu tiên để mà xây dựng về tương tác giữa người người hay sang interpersonal đó. Nhưng mà chúng ta bắt đầu tìm cho quá trình xã hội hóa để tương tác nhiều hơn. Và tại sao? Tại sao người ta gọi là maybe đó. Cái này là gia đình có thể là cái tương tác đầu tiên. For many the first, có hầu hết chúng ta thì là cái đầu tiên. Để chúng ta hiểu gia đình của người đó thì thường nó hiểu cái đó. Nhưng mà gặp những người mà họ không có gia đình sao? Hay trên rất nhiều trường hợp không có gia đình, hoặc cái gia đình họ mình không thể tiếp cận được sao? Đó. Thì bạn phải tiếp cận của khác và phải hiểu cái khác. Thì là cái cách mà liên quan đến tương tác giữa người với người là như vậy. Intrapersonal là cái phần này bỏ qua nhé. Mọi người về tự trả lời thì nó là cái phần mà nó sẽ hỏi cái phần certificate của này tiếp theo. Ok, đi qua. Cái này đã sang module 2 chưa?